Ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện U Minh Thượng, Kiên Giang cho biết vừa tiếp nhận bị can Phạm Thị Liệt, sinh năm 1971, ngụ huyện U Minh Thượng, đến đầu thú, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn lệnh tạm giam với bị can này để tiếp tục điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo đó, năm 2015 đến năm 2016, bà Liệt cấu kết với B ở thành phố Cần Thơ và một người là nguyên phó phòng tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng, cùng một số người khác làm giả hồ sơ vay vốn tại ba ngân hàng. Cụ thể, bà Liệt đến thành phố Cần Thơ gặp B và đặt vấn đề làm giả giấy tờ, hồ sơ để vay vốn. Sau đó, bà Liệt đưa quyết định nâng lương thật do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ký và các giấy tờ khác có chữ ký thật của ông M, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng cho B. Sau đó, B lấy mẫu ký vào các bộ hồ sơ làm giả. Sau khi có hồ sơ giả, bà Liệt mang đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang vay vốn, mỗi hồ sơ vay được 200 đến 300 triệu đồng. Đồng thời, trước khi vay vốn, giữa người vay và bà Liệt có thỏa thuận với nhau là khi vay được tiền, người vay phải cho bà Liệt mượn lại 50 đến 70% hoặc 100% số tiền vay được. Sau khi người vay rút được tiền từ ngân hàng ra, có người thực hiện đúng như thỏa thuận với bà Liệt, có người không cho bà này mượn lại tiền. Tổng cộng, bà Liệt làm giả 56 bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng trên với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng, trong đó người vay vốn nhận được hơn 2,6 tỷ đồng, bà Liệt nhận được hơn 5,4 tỷ đồng. Đến nay, những người vay vốn và bà Liệt đã trả được cho ngân hàng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Cùng với thủ đoạn tương tự, bà Liệt làm giả 9 bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kiên Giang với số tiền 509 triệu đồng, làm giả 14 bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Kiên Giang với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.